Rừng phòng hộ nói chung và rừng phòng hộ ven biển nói riêng có vai trò vô cùng quan trọng trong việc chắn gió, cát, sạt lở, đảm bảo môi trường sống an toàn, bền vững cho người dân và các hoạt động kinh tế, xã hội khác. Vì vậy, bên cạnh công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng, thì cơ quan chức năng cần mạnh tay hơn nữa trong việc xử lý các cá nhân, đơn vị xâm hại rừng. Cập nhật tiếp theo tại tỉnh Quảng Trị. Mới đây, lực lượng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh này đã kịp thời cứu hộ an toàn một xe ô tô tải đang vận chuyển 208 hộp thuốc nổ công nghiệp nhưng bất ngờ bị tuột dốc và lật ngửa. Tai nạn xảy ra vào chiều tối ngày 2 tháng 6 trên đoạn đường giáp ranh giữa xã Linh Trường, huyện Cho Linh với xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Xe ô tô tải khi đó đang vận chuyển 208 hộp thuốc nổ, tổng trọng lượng gần 5 tấn, phục vụ thi công công trình thủy điện của tập đoàn Sơn Hải thì bất ngờ bị tai nạn lật ngửa. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Quảng Trị đã kịp thời có mặt để đưa tài xế đi cấp cứu và xử lý an toàn khối lượng thuốc nổ trên xe.